còn lời nói hư tình. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi cũng yêu hỏi người có đòi đường không. Sao thì nhiều người theo quanh yêu trong cùng chi nghèo, lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời tránh sao không vừa tay với.